Chào buổi trưa tất cả mọi người, mình sẽ đại đến nhanh với tình hình dịch Covid trưa ngày hôm nay tại Bến Tre ngày 9 tháng 8. Thì trưa ngày hôm nay Bến Tre ghi nhận thêm 16 ca dương tính mới, nâng tổng số ca trên toàn tỉnh là 1.151 ca. Thì các ca mắc mới được ghi nhận bao gồm là ở bệnh viện Tâm Thần là 1 ca liên quan đến ổ dịch ở bệnh viện Tâm Thần trước đó đã được cách ly, và bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu là 10 ca thì liên quan ổ dịch ở khoa nội A đã được cách ly ở bệnh viện trước đó. Thì hôm nay nữa là bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã ghi nhận đến ca thứ 20, hôm qua là đã 10 ca, hôm nay là 10 ca. Thì ở Ba Tri là 3 ca, bao gồm là 2 ca ở Tân Bình, Tân Thủy và 1 ca ở An Hội thị trấn, và thành phố Bến Tre là 2 ca ở ấp Mộc Sơn Đông. Thì trong đó là có 14 ca được phát hiện trong khu cách ly và phong tỏa, 2 ca ở ấp Tân Bình, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri là hoàn thành cách ly và có triệu chứng test nhanh dương tính. Thì tính đến nay là tổng số ca được ghi nhận tại Bến Tre tính đến ngày hôm nay là 1.151 ca, thì vẫn là 17 ca tử vong và tính đến nay là ra viện là 330 ca. Mình cũng xin kết thúc bản tin nhanh trưa ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.